Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin trân trọng giới thiệu với quý vị. Và hôm nay tôi có mặt tại thôn Ba Minh Đạo, tại Phương Đạo. Phương Đạo. Và tại nhà anh gì nhỉ? Vũ Minh Hưởng. Vâng, tại nhà anh Vũ Minh Hưởng ở thôn Ba Minh Đạo. Phương Đạo. Phương Đạo. Phương Thịnh Trấn Yên. Xã Lương Thịnh Trấn Yên. Yên Bái. Yên Bái. Tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái. Vâng vâng. Và hôm nay tôi trực tiếp đi để lắp đặt cho anh một bộ sập thờ kèm theo cuốn thư và một câu đối. Ngay bây giờ là đúng là 7 giờ tối đây. 7 giờ tối ngày 14. Theo trên Yên Bái gọi là ngày 14. Tháng 9 âm lịch năm 2018 mà. À, từ Cẩm Khê Phú Thọ mà tôi đã lên trực tiếp để lắp bộ sập thờ và cuốn thư cho anh gì nhỉ, tên gì? Vâng, Vũ Minh Hưởng. Anh vào đây nhìn xem là đây. Vào đằng kia anh nhỉ. Đấy, anh xem bộ đồ thờ với lại cuốn thư có ưng ý chưa? Hoàn hảo đấy. Vâng, quá nét đúng không? À. Ngày mai là anh về nhà mới đây đúng không? Ngày kia hôm nay trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, hôm nay tôi trực tiếp lên đây để lắp đặt anh bộ sập thờ và cuốn thư câu đối bằng gỗ mít ta. Và anh từ Yên Bái đã về tận Cẩm Khê Phú Thọ thôi và để đặt một bộ đồ thờ. Hôm nay chúng tôi đã trực tiếp lên đây, bây giờ 7 giờ tối đấy. 7 giờ tối ngày 14 tháng 9 âm lịch năm 2018. Vâng, với 7 giờ tối. Và lắp đặt cho anh Vũ Minh Hưởng đây. Và còn bây giờ xong lại xuống lắp tiếp một bộ cho ông bố đẻ của anh. Là ông Vũ Đình Vi. Còn đây. Đây là ông bố đẻ của anh là Vũ Đình Vi, về xuống lắp tiếp cho ông một bộ nữa đây. Và ngày mai già lại lắp tiếp cho con rể của ông nữa đúng không? Vũ Tăng Văn Đông. Tăng Văn Đông, vâng. Vâng, vâng. Vâng. Tức là ba ông con anh đã làm ba bộ thờ của chúng tôi. Vâng, rất chân thành cảm ơn gia đình của ông Vũ Đình Vi. Vũ Đình Vi và con trai ông Vũ Đình Hưởng. Vâng. Bây giờ tôi sẽ quay giới thiệu với quý khách chi tiết nhá, cái bộ sập thờ này. Đây là bốn con rùa vẫn còn đang chưa kê vào chân này, để ngày mai được giờ anh mới cho rùa lên chân này. Đấy. Chi tiết đấy, rất là đẹp. Đúng là rồng bay phượng múa đấy. Quá đẹp không nhỉ? Đây là phượng này, đây là phượng nha. Đấy, cái tứ linh lạch mà. Giữa này là đầu hổ khô này, đấy. Bên này là rồng múa này. Gọi là rồng bay phượng lộn mà. Đó, lên trên là hai đôi câu đối đấy. To là đẩy xa đúng không? Đấy, rất chi là đẹp. Nhà mới vẫn thơm mùi sơn. Quá đẹp. Đấy, ai ở Yên Bái mà muốn sử dụng bộ đồ thờ như của anh Vũ Minh Hưởng thì sẽ xin liên hệ với số điện thoại 0987510806 nha. Đồ gỗ Tùng Tám và số điện thoại là 0987510806. Phải thấy không ạ?